Nội đồng ý. Con không đồng ý. Ai theo phe nội? Con. Con. Tổng cộng có 3 phiếu ủng hộ Đan Thanh không làm việc nhà. Mẹ, mẹ nói cái gì đi? Trời đất ơi, ai đời hả, cưới dâu về mà giống như bà nội ta vậy đó. Bà nội gì? Con xin lỗi. Con gái, con đứa lớn rồi ăn nó không có để ý gì hết trơn trời á. Hả? Cứ tự trường á. Trời đất ơi, có người mới về nhà thương nó không hết. Nó còn nhỏ mà làm gì vậy? Từ từ phân chia việc nhà. Một la vậy nội. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã giúp đỡ cho con chị Đan Thanh. Thì Đan Thanh á, đang mang em bé trong bụng. Mẹ phải giúp đỡ Đan Thanh nhiều hơn. Giúp cái gì? Cái này là giúp em á, nghe không? Ủa, mắc mới giúp em? Thì một người làm sai, cả nhà chịu quả đó. Nói gì vậy? Nói cái giọng chanh chua hàng gì hả? Ế đúng rồi. Nè nha, chị mày không có ế nha. Chị đang chờ cái người tử tế để yêu nghe không? Trời ơi, không có đâu. Nè, chị nói cho em biết, chồng tương lai của chị sẽ là một cái người siêu giàu để có thể làm điểm tựa cho gia đình này. Cũng giống như ai kia. Thanh xuân á hả thì vội vàng, sự nghiệp thì con số không. Bây giờ hả lún sâu vô cái đám cưới chạy. Rồi bây giờ giải quyết hậu quả nè. Bây giờ sao? Cho nội nói đi. Ngang. Nó bầu bì như vậy á, đừng nói phân chia công chuyện nhà nữa. Làm giùm nó. Nhà mình hồi xưa giờ ai làm cái gì thì bây giờ làm y như vậy, như cũ, không thay đổi, được không? Được luôn nội. Cho nội hai like. Rồi, khỏi bỏ phiếu luôn. Mình nói 3 phiếu, mình thua trắng luôn mà. Chưa được. 30 chưa phải là Tết. Còn xuống mà con. Còn xuống. Xuống. Con thấy gì vậy? Để con gọi cho anh Long nữa coi. Để ảnh ý kiến sao? Sao? Một thành viên gia đình nữa nha. Sao? Nghe máy giận coi. Ủa? Chuyện gì vậy em? Anh ơi, nhà mình đang bàn tính cái chuyện mà con bé Thanh á, nó về đây nó làm dâu. Mà cái công chuyện việc nhà mà có nên để nó làm hay không? Thì bây giờ em mới nói là bỏ phiếu, đúng không? Thì á, mẹ nè, với con Tôm nè, với con bé Hân nè, là ba người á, là không đồng ý. Không đồng ý. Còn em với con Dạ Lan á, là đồng ý. Bây giờ á, anh quyết định đi anh. Ba phiếu rồi đó. Anh theo em hay theo mẹ? Anh đang bận họp liền. Bây giờ cứ theo quyết định của em đi nha. Vậy là mình ba phiếu rồi đó con. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Vô lý nội. Nó nói là tự quyết định, là tự quyết định theo. Ủa? Đây, anh nói là em tự quyết định đi. Ủa? Tại vì mọi người không có nghe chữ em. Em, anh nói hơi bị đuốc chữ. Em tự quyết định đi là mình ba phiếu rồi đó. Ủa vậy chứ con tưởng em tự quyết định là gì vậy con, gì vậy? Thua trắng cái mà. Dạ, Đan Thanh gọi cho con. Dạ, anh nó gọi kìa. Thanh nó gọi kìa. Alo, anh nghe nè. Cái gì? Động thai hả? Thôi, ôi trời ơi. Đâu phải em bị động thai đâu. Em đau bao tử á. Chị, đó giờ em có bị đau bao tử đâu. Ủa, chứ anh không biết là bị đau bao tử là có nhiều khi là do bị tâm lý hả? Chắc là do mẹ của anh gắt quá, em cảm thấy sợ cho nên mới đau đó. Có gì là không có đau động thai hả? Không, đau. Đau bao tử hả? Chị có cần đi khám không? Không. Khỏi khám luôn. Khỏi đi. Rồi. Trời ơi, làm hết hồn. Tưởng bị động thai không à? Nhưng mà căng thẳng lắm. Em bình tĩnh đi, cái gì đâu căng thẳng. Bây giờ mẹ anh khó đi. Còn bà nội mà. Bà nội anh á, là người quyết định, là người có tiếng nói sau cùng. Ủa nhưng mà cái đó là do mẹ anh ghét ai hay là không thích ai, đó là chuyện của mẹ anh. Làm sao mà bà nội có thể can thiệp vào chuyện đó được? Thôi, em cứ lo, em cứ căng thẳng gì hoài đâu có tốt đâu. Đó thấy không? Nó đau thấy không? Còn đau không? Còn. Thôi bây giờ em cứ nghỉ ngơi, hiểu không? Alo. Sao? Nhậu quá. Được. Không đủ người chưa? Đủ rồi hả? Để xíu. Tao ra liền. Đây. Bệnh quá mày ơi. Bữa khác nha. Bye bye. Hay quá ha. Anh thử anh đi nhậu đi. Em cho anh đầu chọc không còn tóc nữa cho coi. Gì mà hung dữ quá à. Em không biết hả? Cái lịch của anh đó là một tuần 2 buổi nhậu, 3 buổi đá banh. Cái gì? 2 buổi nhậu, 3 buổi đá banh? Ừ. Anh có lịch luôn. Rồi, em nói là anh kiểu mà nói không thì anh không sợ đúng không? Thử đi đi. Đi đi. Cho đi đúng không? Em cạo đầu anh liền á. Thôi rồi, được rồi.
không đi nữa được chưa? Thề đi. Thề đó hả? Thề mới tin chứ. Thề, nếu anh mà còn đi nhậu nữa là hả, thần bia sẽ phạt anh. Ăn mồi thì bị nghẹn, uống bia bị sặc, được chưa? Có thần bia đó hả? Thôi có sao không có. Trời đất ơi, về nhà mong có thần thánh. Tào lao không à? Alo, dạ dạ con nghe nè mẹ. Ồ bà nội, bà nội. À dạ dạ con nghe nè nội. Gì? Chụp cuộc gọi nhỡ hả? Làm gì có. Dạ 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 dạ. Dạ sao nội? Ờ, Đan Thanh khỏe lắm nội ơi. À, khỏe lắm. Dạ dạ dạ. Dạ có chuyện gấp hả? Kêu con về hả? Dạ dạ dạ. Vậy thôi, mẹ mẹ đợi xíu nha. Mẹ đợi xíu con về liền. Dạ dạ, bye bye mẹ, bye bye mẹ. Thì ai gọi mời gì mà mời lúc mẹ lúc bà nội là sao vậy? Ờ thì mẹ với bà nội hỏi thăm em á, hỏi thăm em khỏe không, bây giờ à, có việc bận quá kêu anh về gấp. Ừ. Ờ thôi anh đi trước nha. Ờ à, Tom xin lại đây chị, có việc gấp đi lắm. Nhận cái nè. Ui da, gì hả? Tính gạt em hả? Anh thử đi. Thử bước ra đi, bước ra đưa uống bia đi. Em cho anh thành bia đá luôn đó. Rồi. Sử dụng chiêu gì mà cũng phát hiện ra được, hay thiệt. Ui, gì dữ như vậy? Dữ như vậy mà cũng có chồng mà hay thiệt chứ. Mất cười quá. Mấy người mà ham nhậu ham chơi mà nói xạo nhanh còn có vợ được mà huống hồ gì em. Cãi không, cãi không, cãi được không? Không, không, không dám cãi luôn á, không dám cãi luôn. Sao cãi được nữa mà cãi? Nội chưa về nhà nữa hả? Con ơi con. Dạ. Mẹ con nãy giờ cũng chờ, mà bà nội cũng chờ. Nó sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Nó bị động thai. Rồi bây giờ là nó có bị ra quyết không? Hả? Nội, sao? Nội, nó bình tĩnh đi nội. Nó nói mấy cái vấn đề đó con đâu biết đâu. Nói chung á là con thấy là ổn rồi, ăn uống lại cũng được rồi. Con thấy an tâm nên con mới về chứ bộ. Mẹ. Đỡ lo rồi. Dạ. Đỡ lo rồi. Trời ơi, sợ quá. Sợ quá đi. Nhiều khi con bé này nó làm trò đó mẹ ơi. Sao con nói vậy con? Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Đan Thanh nó phải người vậy đâu. Mẹ cứ làm vậy riết á, Đan Thanh sợ á. Nhiều lần Đan Thanh nói với con á là Đan Thanh sợ mẹ nên không hủy đám cưới đó. Cái gì? Là tất cả là do lỗi của mẹ, nó sợ mẹ cho nên không muốn lấy con, không muốn về đây làm dâu á hả? Ờ thôi được rồi, ý con muốn làm sao? Bây giờ mẹ phải đi qua bên đó, đích thân mẹ sẽ dấn an xin lỗi nó, được chưa? Mẹ. Phải rồi. Sao con thấy mẹ khó chịu hoài à? Mẹ cứ dễ chịu đi. Sau này Đan Thanh cũng về làm dâu nhà mình, cũng sống chung với mẹ, sống chung với mấy em. Mẹ cứ khó chịu gì hoài à. Im đi, mẹ khó chịu là gì ai? Là vì mẹ muốn dạy cho nó cách làm dâu. Mấy chục năm trời á, mẹ làm dâu bà nội con nè. Hả? Mẹ đã học hỏi biết bao nhiêu. Bây giờ mẹ cũng dạy dỗ lại nó để biết cách nào đó hả, chiều chuộng chồng mình. Con muốn nó dắt mũi con hay sao? Hả? Mà bây giờ con nói mẹ khó chịu như vậy. Đan Thanh không phải ngượng vậy đâu mẹ. Rồi được rồi, con muốn cái gì con tự lo đi. Mẹ không có xen vào chuyện của con nữa. Con muốn làm thì con làm đi. Ngọc à, con, mẹ con thương con đó. Mà thật ra trong cái chuyện này á, sắp tới cái tương lai là con sẽ phải khổ lắm. Tại vì con cứ phải giữa cái cảnh mà giằng co kéo qua đưa lại như vậy nè, nó sẽ như vậy hoài. Tại người nào cũng thương con, người nào cũng giằng con về phần của họ. Con ơi, mấy cái chuyện này phải nhẹ nhàng nghe con. Nói câu nào là phải suy nghĩ, phải suy xét đàng hoàng nha. Mất lòng người nào cũng được hết trơn á. Trời đất ơi, sao mà tuổi già rồi còn thấy mấy cái chuyện này. Nội mệt quá, để nội về. Nội nghỉ ngơi đi nội. Rồi rồi, bây giờ nghe chuyện nó khỏe rồi nội cũng yên tâm, để nội về. Này nhớ nghe, lát nữa xin lỗi mẹ con, để không thôi mẹ con buồn nghe. Dạ con biết rồi. Ừ. Nội ngủ ngon nha nội. Ừ. Alo, nghe nè. Còn ngồi hả? Để tao tính. Là một ngày đẹp trời anh mang về đây là bao tia nắng.
đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé, người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 tên nữa kìa. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.